Hello, xin chào các bạn. Như vậy hôm nay là 30 Tết. Vâng, 30 chưa phải là Tết. Thì năm mới chúc các bạn và gia đình an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Ai mà đang đi học thì sẽ đạt điểm cao, qua hết các môn. Ai mà đang đi làm thì năm tới sẽ được thăng chức, kiếm được thật nhiều tiền. Ai mà chưa có người yêu thì năm mới sẽ có người yêu. Mà ai chưa lấy vợ lấy chồng thì năm mới sẽ lấy vợ lấy chồng. Và chúc mọi người năm mới ăn Tết vui vẻ nhá. Ok, chúng ta sẽ vào chủ đề chính của video này. Đó là chúng ta sẽ săn vé máy bay Jetstar giá 0 đồng trong đêm nay từ 23 giờ, tức là ngày 15 tháng 2 dương lịch, và sẽ kéo dài đến hết mùng 7 Tết ngày 22 dương lịch. Trước đây mình có cái video hướng dẫn săn vé Jetstar rồi, thì cứ ai săn sớm, ai mua sớm thì sẽ được bay ngày đẹp và có giá vé 0 đồng. Cũng giờ này năm trước mình có săn cái vé máy bay Jetstar giá 11.000 và đi Phú Quốc. Khứ hồi lần đấy mình săn một người là hơn 600.000. Đó, rất là rẻ luôn. Và đợt này thì Jetstar sẽ miễn phí chiều về với giá 0 đồng. Cái chương trình này chỉ áp dụng cho khứ hồi thôi nhá. Và chiều đi thì chúng ta vẫn phải mất tiền bình thường, nhưng mà chiều về chúng ta sẽ được 0 đồng và sẽ không phải khuyến mại 11.000 như năm trước nữa. Và mình cũng có làm cái vlog đi Phú Quốc, khi nào sẽ up video cho anh em xem. Ok, và chúng ta sẽ xem ở trang chủ của Jetstar. Đó, mua chiều đi miễn phí chiều về, mừng năm Mậu Tuất 2018, và từ 23 giờ đêm nay 15 tháng 2. Ok, chúng ta sẽ nhấn vào đây để xem. Rồi, khuyến mại 0 đồng, ví dụ Phú Quốc đến Hà Nội. Đó, giá vé 0 đồng chỉ áp dụng cho các bạn đặt khứ hồi thôi. Số lượng thì có hạn và sẽ áp dụng một số chuyến bay và ngày bay nếu có. Ok, ở đây có các giá vé 0 đồng, ví dụ Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Hà Nội. Thì các bạn có thể ấn vào đây để xem. Đó, quý khách sẽ bay ở chữ quý này. Ghi dấu vậy, đặt ở chữ U luôn. Quý khách sẽ bay chuyến chọn lựa khứ hồi khởi hành trong tháng 3 năm 2018. À, một lưu ý rất quan trọng là chúng ta phải đặt trên máy tính nhá. Tại vì năm trước mình đặt trên điện thoại thì không có giá vé 0 đồng đâu. Ok. Nhưng mà cái 0 đồng này thì phải chọn đúng thời gian thì mới có 0 đồng. Ví dụ như Hà Nội, Phú Quốc, Hà Nội này thì sẽ trong tháng 3 mới có giá vé 0 đồng. Đó. Chứ ví dụ các bạn đặt trong tháng 2 này không có đâu. Rồi, ok. Đây, đây, đây. Chúng ta sẽ xem đây. Đà Nẵng đến Hồng Kông 0 đồng này, còn chiều về 0 đồng. Đó. Chiều đi khoảng 2-300 gì đấy. Rồi, rồi, rất là nhiều luôn. Anh em thể chọn. Và đây là cái video hướng dẫn săn vé máy bay, đặt vé máy bay. Mình sẽ để ở dưới mô tả video trong comment video này. Các bạn có thể xuống dưới để xem lại. Tại vì cách đặt, cách săn thì cũng y hệt như thế thôi, không có gì thay đổi cả. Và các bạn nhớ săn vào 23 giờ nhá. Càng săn sớm thì càng đặt được vé ngày đẹp và rẻ. Ở video này mình đã nói rất là chi tiết rồi. Đó. Cách đặt vé rất chi tiết. À, hôm đấy đi Phú Quốc 4 người mà hết khoảng hơn 600 một người, khoảng hết gần 3 triệu, quá rẻ luôn. Bình thường các bạn mua cái vé Phú Quốc thì cũng phải tầm 3-4 triệu một người là rẻ nhá. Đây 3-4 triệu mà 4 người rất rẻ. Ok, đây rất nhiều địa điểm giá vé 0 đồng nhá. Nhưng mà chúng ta phải săn. Ví dụ như Hà Nội đến Hồng Kông thì phải từ mùng 10 tháng 4 đến 20 tháng 4 mới có giá vé là 0 đồng. Đó. Chứ không phải là các bạn đặt ngày nặng có giá vé là 0 đồng đâu. Phải có thời gian. Ví dụ Hà Nội đến Nha Trang này thì từ mùng 5 tháng 3 đến 18 tháng 4 sẽ có giá vé là 0 đồng. Đấy. Đây. Ví dụ Đà Nẵng đến Hà Nội phải từ mùng 10 tháng 9 đến 15 tháng 10 mới có giá vé 0 đồng. Ok, và năm mới rồi thì trong một năm mình đã mua được rất rất nhiều sản phẩm trên Lazada, Shopee, Chilindo, Yes24, Lotte, vân vân, rất nhiều rất nhiều. Thì các bạn có thể vào cái trang web là review.kathiem.com để xem lại tất cả những cái sản phẩm mình đã mua và review. Rất nhiều luôn. Đó, ví dụ về mặt hàng điện tử anh em sẽ ấn vào đây thì sẽ có những cái video về đồ điện tử, đó rất nhiều nhá. Cái website này mình đã tổng hợp lại những cái video trên YouTube và đã sắp xếp lại cho nó dễ xem hơn. Đấy. Phân biệt các mặt hàng điện tử, thời trang, gia dụng. Đây, gia dụng thì có những mặt hàng gì? Đó, bếp núc, máy sấy các kiểu này rất nhiều luôn. Thời trang thì có đồng hồ, ba lô, quần áo, vòng tay rất nhiều nhá. Đấy. Cái trang web này mình đã phân loại các video trên YouTube để các bạn tiện theo dõi hơn.
hơn là xem trên trang YouTube. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm katen.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Ok, như vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn săn vé máy bay giá 0 đồng bắt đầu từ đêm nay 15 tháng 2, 23 giờ. Các bạn cảm thấy video có ích, hãy like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Một lần nữa chúc anh em ăn Tết vui vẻ nhá.